Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới. Thưa quý vị, năm 2014, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những thành quả rất cụ thể, thể hiện ở việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp nhằm đáp ứng những quyền lợi thiết thân của người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài tại các điểm nóng như Libya hay Ukraine, cũng như công tác vận động và kết nối cộng đồng trong và ngoài nước. Đây cũng là năm đánh dấu mốc tròn 10 năm Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đi vào cuộc sống. Nghị quyết được xem là một văn kiện có giá trị to lớn và lâu dài, thể hiện tư duy đổi mới của Đảng, với việc khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nghị quyết đã trở thành nhận thức chung của tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị và của toàn dân, từ đó dẫn đến những thay đổi trong hành động đối với công tác này. Và chương trình Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn lại công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong năm qua, cũng như những định hướng cho năm tới. Và tham gia chương trình với chúng ta xin được giới thiệu ông Nguyễn Công Nguyên, trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Xin chào. Trước tiên, hãy cùng đến với câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được trong năm vừa qua của hai trong số gần 4,5 triệu kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới. Là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, anh Đinh Ngọc Hải thường xuyên phải đi về giữa hai nước. Đối với anh, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quốc tịch Việt Nam, trong đó bãi bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đối với người Việt Nam ở nước ngoài được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ cuối tháng 6 vừa qua, có ý nghĩa nhiều hơn sự đơn giản một thủ tục hành chính. Sau một thời gian họ đi xa Tổ quốc thì họ có thể nói là bị tách rời so với cả Tổ quốc. Thì đây là các yếu tố mà tôi nghĩ là cái sửa đổi luật vừa rồi thì đã có thể xóa bỏ được. Anh Nguyễn Văn Quỳnh là một trong những lao động đã trở về từ vùng chiến sự Libya tháng 8 vừa qua. Quãng đường được giải cứu cách đây hơn 4 tháng vẫn là ký ức đậm nét khó quên với anh. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2014, chiến sự tại Libya bùng phát dữ dội. Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam ngay lập tức ra quyết định sơ tán toàn bộ lao động Việt Nam tại Libya về nước. Sau 10 ngày kể từ lúc ra quyết định, ngày 9 tháng 8, những lao động Việt Nam đầu tiên đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Nói chung tất cả đơn vị đó là người Việt Nam cũng đều là may mắn, bởi vì là chỗ ở bên ý nó không xảy ra một cái gì cả. Bộ Ngoại giao thì có cái thông tin rất kịp thời với cả Bộ Lao động, và Bộ Lao động cũng đồng thời cũng chủ động cử các đoàn sang để phối hợp với cả đại sứ quán để triển khai việc đưa người lao động về nước. Chúng ta vừa mới theo dõi câu chuyện của hai trong số rất là nhiều kiều bào của chúng ta trên thế giới. Ông có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện trên đây ạ? Tôi thấy rằng đó cũng là một cái thực tế mà cái nguyện vọng của kiều bào đã được nhà nước rồi thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng được những cái nguyện vọng thiết thực và kịp thời. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng tôi với tư cách là một tổ chức liên minh chính trị xã hội, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, thì chúng tôi cũng đã kịp thời nhận những cái phản ánh đó và đề xuất trực tiếp với cái cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng. Ví dụ như là về luật quốc tịch, rồi thì về thời hạn xuất nhập cảnh, rồi thì những cái luật về đất đai, luật nhà ở, rồi thì thừa kế vân vân. Có lẽ là câu chuyện của hai kiều bào mà chúng ta vừa xem nó không phải chỉ của riêng họ mà cũng của rất là nhiều người Việt Nam đang ở nước ngoài trong năm vừa qua. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về cái công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2014? Nó đã tập trung vào những cái nội dung gì và kết quả của nó đến đâu? Trong năm 2014 thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng tôi tiếp tục thực hiện một cái chương trình tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới với các nội dung. Thứ nhất là phản ánh trực tiếp và tham gia những cái ý kiến đối với chính phủ, với quốc hội để nhà nước có những cái điều chỉnh
về pháp luật kịp thời để đáp ứng cái nguyện vọng của bà con. Thứ hai đó là cái tuyên truyền về cái chính sách đại đoàn kết của nhà nước ta, rồi chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam để cho bà con ở nước ngoài hiểu rõ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phối hợp trực tiếp với Ủy ban Nhà nước Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao thực hiện chương trình phát huy cái truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, nhất là thông qua các vị ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là những người Việt Nam ở nước ngoài. Các cái vị đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam coi là các cái hạt nhân, là các cái cầu nối với kiều bào. Thế tôi cho rằng là cái sự phối hợp nó ngày càng tốt hơn. Năm 2014 thì có thể nói là một năm mà thế giới có rất là nhiều bất trắc, nó được gây ra bởi con người hay là cả thiên tai, cả dịch bệnh nữa. Vậy trong một cái bối cảnh như thế thì cái công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài đã được Việt Nam triển khai như thế nào ạ? Trong năm 2014 ấy, thì cái tình hình quan hệ quốc tế nó có nhiều cái biến động phức tạp. Chúng tôi đặc biệt là theo dõi rất là sát cái tình hình người Việt Nam nước ngoài, như ví dụ như Libya, Ukraine. Chúng tôi cũng phối hợp với cái cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở bên đó, rồi thì nắm qua các cái người tiêu biểu trong người Việt Nam nước ngoài. Chúng tôi đã kịp thời thông tin hai chiều, đồng thời là có những cái hướng, những cái hành động để mà cả cộng đồng người Việt Nam nước ngoài cùng đoàn kết mà vượt qua những khó khăn. Thứ hai nữa, ví dụ như là ở Campuchia thì cộng đồng người Việt Nam ở đó về địa vị pháp lý, những cái công nhận về mặt quốc tịch hoặc là về lưu trú thì ở Campuchia cũng rất nhiều khó khăn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng có những cái hoạt động gặp gỡ, trao đổi các đoàn cấp cao với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Thông qua đó cũng đề nghị phía bạn cũng tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia có những cái điều kiện thuận lợi để mà hòa nhập. Và thông qua đó thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã được tháo gỡ một phần những cái khó khăn. Khi chúng ta đề cập đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài thì có lẽ có một vấn đề mà nó đã trở thành cái sự quan tâm của rất nhiều người Việt Nam trong năm vừa qua, đấy là việc bảo vệ ngư dân khi đánh bắt xa bờ. Đây nó cũng không phải vấn đề mới được đặt ra, tuy nhiên là trong cái tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp như năm vừa qua thì nó lại trở thành một cái vấn đề rất là cấp thiết. Và đặc biệt là gần đây nhiều nước ven biển thì cũng đã có cái chính sách cứng rắn hơn đối với các vụ vi phạm vùng biển của họ. Vậy thì theo ông, cái công tác bảo vệ ngư dân khi mà họ đánh bắt xa bờ này nó nên được tiến hành như thế nào? Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, như tôi nói, nó có một cái chức năng, đó là đại diện cho quyền và cái nghĩa vụ của công dân. Cho nên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thứ nhất là tổ chức cái việc tuyên truyền, cái việc đoàn kết của nhân dân, ngư dân trên Biển Đông, đảm bảo cái sản xuất trên cái vùng biển của ta. Cái thứ hai nữa là những cái công tác vận động, quyên góp, ủng hộ về vật chất để cho ngư dân có thể là đóng thuyền hoặc là mua lưới, cái hỗ trợ của cảnh sát biển Việt Nam để bảo vệ cho ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Đó là một cái hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng mà được phối hợp rất là chặt chẽ với các cái cơ quan chức năng, nhất là Bộ Ngoại giao, rồi các cái Ủy ban Nhân dân các tỉnh. Có lẽ là một trong những câu chuyện và một trong những cái hình ảnh ấn tượng nhất khi mà nhắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong năm vừa qua, đấy chính là sự kết nối rất là rõ rệt của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Một trong những cái điểm nhấn đó chính là khi mà Biển Đông năm 2014 trở nên bất ổn bởi những cái yêu sách phi lý về chủ quyền. Nhưng đây cũng đồng thời là cái thời điểm chứng kiến sự kết nối chặt chẽ hơn bao giờ hết của khối đại đoàn kết dân tộc cả trong và ngoài nước vì một mục tiêu chung, đó là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Xin mời quý vị cùng theo dõi lại những hình ảnh sau đây của chúng tôi.
Cuối tháng 4 năm 2014, Trường Sa đón một chuyến tàu đặc biệt, đưa hơn 100 kiều bào sinh sống ở nhiều quốc gia trên thế giới đến với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thăm và giao lưu với quân dân trên các đảo nổi, đảo chìm và nhà giàn của quần đảo Trường Sa, kiều bào hiểu hơn tình hình đất nước, quyết tâm của quân dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Và khoảng cách giữa hải đảo, đất liền, giữa trong nước, ngoài nước cũng được níu gần. Càng khó khăn thì là các anh lính và các người dân đóng trụ ở những vùng biển đảo này lại càng thể hiện những cái sức sống mạnh mẽ hơn. Và đó là những cái ấn tượng mà có lẽ đi về đất liền tôi kể lại không bao giờ hết được. Chúng ta toàn dân trong nước cùng các chiến sĩ, cùng nhà nước đương củng cố, trấn giữ các hòn đảo của Việt Nam. Việt Nam love peace. Những hình ảnh này đã làm rung động trái tim hàng chục triệu người Việt Nam ở khắp thế giới. Câu chuyện này đã trở thành câu chuyện chung của tất cả những người mang dòng máu Việt, bất kể trong hay ngoài nước. Khi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam bị xâm phạm, người Việt khắp thế giới đã xuống đường tuần hành và thông qua nhiều hoạt động cụ thể, cùng người dân trong nước đồng lòng quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Chúng tôi thống nhất với nhau. Chúng tôi đoàn kết với nhau, cũng hướng về đất mẹ, góp thêm một ngọn lửa nhỏ thổi bùng cái sức mạnh, ý chí chiến đấu kiên quyết, đấu tranh để mà giữ vững cái lãnh thổ cũng như vùng biển của đất nước Việt Nam. Đó là những cái hình ảnh mà hẳn là khiến cho bất kỳ người Việt Nam nào dù ở đâu trên thế giới cũng rất là xúc động, đúng không ạ? Vì tất cả người Việt Nam đã cùng nhau đứng lên dưới một cái mục tiêu chung. Vậy thì các cái cơ quan, các tổ chức như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện cái vai trò kết nối cộng đồng người Việt trong và ngoài nước như thế nào trong thời gian vừa qua? Có thể nói rằng cái phóng sự đã cho thấy rõ cái tinh thần yêu nước của người Việt Nam dù bất kỳ ở nước nào. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng tôi thông qua các cái người tiêu biểu, rồi thì các vị ủy viên ủy ban, rồi phối hợp với đại sứ quán Việt Nam nước ngoài cũng đã thông tin chính xác về những cái sự kiện đó, đồng thời cũng là động viên bà con người Việt Nam nước ngoài phải đảm bảo cái thực hiện đúng cái luật pháp quốc tế và luật pháp của nước sở tại. Những cái meeting tuần hành nó diễn ra một cách hòa bình. Những cái sự kiện đó nó cũng chính là cái thời điểm để cho chúng ta thấy một điều rằng là cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước thực sự là có một sự kết nối. Bên cạnh những cái hình ảnh ấn tượng đó thì năm 2014, thưa quý vị, nó cũng đánh dấu 10 năm sự ra đời nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Bằng cái việc khẳng định là người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, thì nghị quyết này đã trở thành nhận thức chung của tất cả các cơ quan cũng như là toàn dân, từ đó đánh dấu những cái sự thay đổi trong cái hành động đối với công tác này. Và để quý vị hiểu hơn về hoàn cảnh ra đời của nghị quyết, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Phú Bình, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, và hiện ông là Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Thưa ông có thể cho biết về bối cảnh ra đời của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài? Đảng đã có một cái văn kiện từ năm 1993 về công tác vận động người Việt Nam nước ngoài. Nhưng mà cũng do những lý do đặc thù lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm. Thế cho nên là những cái văn bản này thì sau đó là nó không được đưa vào cuộc sống như là chúng ta thường nghĩ bây giờ. Thế thì khi đó thì chúng tôi mới làm một cuộc khảo sát đi từ Bắc đến Nam thì thấy rằng là cái nhận thức về công tác người Việt Nam nước ngoài là nó rất khác nhau. Thế chính vì thế mà chúng tôi mới đặt vấn đề và Bộ Chính trị đã đồng ý là cần phải có một cái văn bản như vậy. Vậy ngay sau khi nghị quyết này ra đời thì cộng đồng Việt Nam ở trong nước cũng như là ở nước ngoài đã có phản ứng như thế nào? Tất nhiên là tôi nghĩ rằng là phản ứng chung là rất là tốt. Ở trong nước thì tôi nghĩ là cái thống nhất được cái nhận thức là người Việt Nam nước ngoài là không là một bộ không thể tách rời của dân tộc ấy, là một cái tôi cho là một cái ý nghĩa lớn nhất.
Nhưng mà một cái vế nữa là người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một nguồn lực rất là quan trọng của dân tộc. Và nguồn lực này tức là trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thì lúc đó thì cũng là mới là lý thuyết thôi. Thì thực sự bây giờ chúng ta thấy rằng là trên thực tế nó đúng là như vậy. Ông hiện đang là chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Vậy ông có thể cho biết vai trò của hội trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là như thế nào? Sau khi có nghị quyết 36 của Bộ Chính trị ra đời, rồi có cái chương trình hành động của chính phủ, thì một cái điều mà chúng ta cũng thấy rất rõ là cái mọi chính sách của chúng ta, các văn bản pháp luật của chúng ta khi xây dựng đều có tính đến cái yếu tố của người Việt Nam nước ngoài. Trong cái cố gắng để mà có cái nghị quyết đó hay là tất cả những chính sách đó thì đều có một cái vai trò đóng góp rất quan trọng của cái Ủy ban về người Việt Nam nước ngoài, và cũng sau đó là trong 10 năm qua thì đều có tiếng nói của Hội Liên lạc với người Việt Nam nước ngoài với một cái tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi cũng làm cái việc kết nối giữa trong và ngoài. Vì chúng ta có rất nhiều hội đoàn ở nước ngoài, thì như là hội doanh nghiệp người Việt Nam tại các nước, gần đây thì tại Nhật Bản hay Hàn Quốc, thì chúng tôi có mối quan hệ rất là chặt chẽ để giúp họ là khi mà về nước thì họ muốn cần có những diễn đàn thì chúng tôi giúp để mà tổ chức các diễn đàn để kết nối với trong nước. Hoặc là gần đây thì có một cái mạng lưới của các cựu lưu sinh Việt Nam tại các nước. Thì chúng tôi thấy đây là một nguồn lực rất là quý. Chúng tôi cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ các bạn tổ chức những hoạt động. Gần đây đã có rất nhiều doanh nghiệp, kể cả nước ngoài, kể cả trong nước, người ta đã quan tâm và người ta cũng mong muốn là sẽ tận dụng hay là thu hút được một cái nguồn lực rất là quý này. Là một người đã gắn bó rất nhiều năm với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, vậy thì theo ông trong thời gian tới, cái công tác này nên được thực hiện như thế nào? Sang năm chúng ta sẽ kỷ niệm 40 năm mà đất nước liền một dải. Những cái gì mà còn xa cách thì chúng ta cố gắng chủ động để chúng ta làm cho bà con, tức là không còn những cái suy nghĩ, những cái mặc cảm gì về cái sự chia rẽ trong ngoài nữa. Tôi nghĩ rằng là cái công tác tuyên truyền, công tác những cái kết nối về văn hóa, về giáo dục có lẽ là một cái vấn đề mà chúng ta nên coi là trung tâm. Thế vừa qua thì có một cái đề án về việc đề án gọi là chung tay giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Thì cái này là Mặt trận Tổ quốc đã chủ trì và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là người đang đóng vai trò nòng cốt, và Ủy ban về nhà nước người Việt Nam nước ngoài cũng như là Hội Liên lạc với người Việt Nam nước ngoài cũng là đóng một vai trò rất là có sức nặng ở trong việc xây dựng và triển khai cái đề án này. Một cái việc nữa mà tôi nghĩ là nó rất thiết thực là xây dựng đất nước. Cái nguồn lực ấy là chính là cái trí thức và doanh nhân người Việt Nam nước ngoài. Thì ngoài chính sách chung của nhà nước mà nó thể hiện là trong các cái luật như là luật quốc tịch hay là luật doanh nghiệp và luật đầu tư, luật đất đai, luật nhà ở vân vân, mà đang có hàng loạt cái sự bổ sung và sửa đổi rất là thiết thực, thì tôi nghĩ là vẫn cần có những cái hoạt động để mà kết nối những cái tầng lớp này để mà họ tham gia với trong nước. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa ông, cùng với việc khẳng định là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, thì nghị quyết 36 của Bộ Chính trị cũng đã xác định đây là một nguồn lực của đất nước. Trên thực tế, cái việc thu hút và tận dụng cái nguồn lực này để phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã và có lẽ là vẫn sẽ tiếp tục được xác định là một trong những cái trọng tâm của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Vậy thì trong năm 2014 vừa qua thì công tác này nó đã đạt được những cái kết quả như thế nào? Chúng ta vừa mới thực hiện cái tổng kết 10 năm thực hiện cái nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam nước ngoài.
Trong đó thì các mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng tôi, rồi thì các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị thực hiện cái nghị quyết này đều đã đánh giá chúng ta đã tập hợp đoàn kết được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Và hướng tới đây nhất là tập trung vào thực hiện cái nghị quyết 22 của Bộ Chính trị là phát triển đất nước thời kỳ hội nhập. Năm 2014 chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhà nước người Việt Nam nước ngoài có chính sách đó là khuyến khích và vận động các trí thức Việt Nam, các nhà khoa học của Việt Nam ở nước ngoài tiếp thu và chuyển giao những cái công nghệ mới của các nước tiên tiến về với Việt Nam. Những giáo sư trẻ thì đều được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng tôi quan tâm và mời về tham dự những cái hội thảo, các cái trường đại học mời về giảng dạy. Đây là một trong cái chương trình mà chúng tôi cũng phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, và tôi cho rằng đây là một cái cách mà cũng tiếp cận rất là nhanh cái tri thức tiên tiến của thế giới, cũng như là có nhiều cái tiết kiệm được cho đất nước. Vậy thì trong năm 2015 này thì cái công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tập trung vào những khía cạnh gì để ngày càng có thể thu hút hơn nữa cái nguồn lực kiều bào này tham gia vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước? Riêng trong năm 2015 thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung trước hết đó là nắm bắt cái tình hình của người Việt Nam ở nước ngoài thật là chính xác và phản ánh kịp thời để mà đáp ứng được cái nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Tiếp tục là tìm những trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, những cái người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng người Việt Nam nước ngoài giới thiệu vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8. Tuyên truyền về cái vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về cái chức năng đại diện về quyền và lợi ích cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, và để cho bà con người Việt Nam ở nước ngoài biết có những cái thông tin cần thiết thì phản ánh tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Rồi thì cái chương trình là chúng tôi giám sát cái việc thực hiện pháp luật đối với người Việt Nam nước ngoài, đặc biệt là chính sách chung tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về đầu tư như thế nào. Cái thứ hai nữa là cái việc mà người Việt Nam nước ngoài về tham dự những cái sinh hoạt, cái hoạt động ở các địa phương có nhiều cái thuận lợi. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua thì công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được thực hiện đóng góp và tham gia của rất là nhiều cơ quan cũng như là tổ chức. Và dù còn nhiều điều phải bàn và nhiều điều còn phải thực hiện, nhưng không thể không khẳng định rằng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã thực sự góp phần khiến cho cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài trở thành một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Và hơn thế nữa, còn đang phát huy những cái sức mạnh của họ đóng góp vào công cuộc xây dựng kinh tế xã hội của đất nước. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những thông tin về Việt Nam trên các báo của thế giới trong tuần qua. Kim ngạch thương mại Việt Nam Ấn Độ có thể đạt mức 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 là tiêu đề của một bài viết trên trang Thời báo Kinh tế của Ấn Độ. Tiêu đề bài viết này chính là dự đoán của ông Tôn Sinh Thành, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Ấn Độ. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ các thiết bị điện tử như điện thoại di động và linh kiện, máy tính và phần cứng điện tử, cao su tự nhiên, hóa chất, cà phê và các sản phẩm gỗ. Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ thức ăn gia súc, thép, dược phẩm và các loại máy móc. Cũng theo đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, hiện nay Việt Nam khuyến khích Ấn Độ đầu tư vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, điện và phân phối điện, đấu thầu quốc tế cho các dự án tại Việt Nam, công nghệ thông tin, giáo dục, nghiên cứu và sản xuất dược phẩm, sản phẩm nông nghiệp. Hãng tin Reuters của Anh đưa tin về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo Việt Nam sẽ nhận được khoảng từ 13 đến 14 tỷ đô la Mỹ kiều hối trong năm 2015. Con số này của năm 2014 là 12 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư vào cổ phiếu tăng, dẫn tới nguồn cung ngoại tệ vào Việt Nam cũng tăng theo. Điều này có thể giúp đem tới số dư 8 tỷ đô la Mỹ trong cán cân thanh toán quốc tế của cả nước.
Kiều hối từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài được đánh giá là một phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, tương đương với khoảng 8% tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2014. Hơn một nửa lượng kiều hối gửi về Việt Nam là từ Hoa Kỳ. Xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam dự kiến đạt 32 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015 là tiêu đề của một bài viết trên báo Hoàn Cầu của Trung Quốc. Năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 30,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% so với năm 2013. Con số này của năm 2015 dự kiến là 32 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 3,5 đến 3,7% so với năm 2014. Trong đó, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh, với Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất, chiếm 21,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2014. Đối với lâm sản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Năm 2014, ba nước này chiếm 66% tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản của Việt Nam. Chuyên trang về thị trường lúa gạo Oriza đưa tin về kế hoạch của Bộ Công Thương nhằm tăng cường các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo năm nay. Trong bối cảnh các nhà xuất khẩu đang lo lắng, năm 2015 sẽ là một năm khó khăn đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam do sự cạnh tranh gắt gao với Thái Lan và Ấn Độ, cũng như vấn đề nhu cầu giảm. Bộ Công Thương Việt Nam đang có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á và Nam Á, với hy vọng gạo của Việt Nam có thể cạnh tranh về mặt giá cả so với các nước khác tại những thị trường này. Cụ thể, Việt Nam đang dành sự quan tâm tới các thị trường bờ biển Nga, Congo, Kenya, Angola, Mozambique, Madagascar, Iran, Iraq và Bangladesh. Bộ Công Thương đang có kế hoạch tăng cường quảng bá, phối hợp với chính phủ của các nước này để đẩy mạnh xuất khẩu. Bộ cũng có kế hoạch mở các kho ngoại quan gạo tại Angola, Cameroon và Mozambique để giúp các nhà xuất khẩu Việt Nam tăng cường tiếp cận các thị trường này. Doanh số ô tô tại Việt Nam tăng 43% trong năm 2014 là tiêu đề của một bài viết trên Trung Quốc Nhật Báo. Theo số liệu thống kê mới công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số bán xe cả năm 2014 đạt 157.810 chiếc, tăng 43% so với năm 2013. Chỉ riêng tháng 12 năm 2014, lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường đạt 20.208 xe, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2013. Về số lượng xe bán ra trong năm 2014, Trường Hải đứng đầu thị trường, xếp thứ 2 là Toyota, thứ 3 là Ford, Honda đứng ở vị trí thứ 4 và xếp thứ 5 là GM Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam điều trị ung thư vú nhờ ghép tế bào gốc là tiêu đề một bài viết trên Nhật báo Thượng Hải của Trung Quốc. Nhật báo Thượng Hải viết, hai bệnh nhân bị ung thư vú đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt sau khi được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ông Nguyễn Trung Chính, Ủy viên Thường trực Hội Ung thư Việt Nam cho biết, để đối phó với sự gia tăng số lượng bệnh nhân ung thư, Việt Nam đã và đang rất tích cực trong việc tìm kiếm các phương pháp điều trị cho căn bệnh này. Sự thành công của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có ý nghĩa lớn, mang lại cơ hội cho những bệnh nhân ung thư vú. Chương trình Việt Nam và Thế giới xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.